ngày 25 tháng 4 tại nhà văn hóa xã Tà Hìn, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, lễ hội mừng lúa mới của đồng bào dân tộc Chu Ru được tái hiện, giới thiệu đến đông đảo người dân và du khách nét sinh hoạt văn hóa truyền thống của các dân tộc bản địa tại địa phương. Theo chu kỳ canh tác của cây lúa, sau khi thu hoạch xong, đồng bào Tây Nguyên thường tổ chức nghi lễ mừng lúa mới, vừa để tạ ơn vàng và các vị thần linh đã ban cho mùa màng tốt tươi, cuộc sống no đủ, đồng thời cũng là dịp bà con dân làng chung vui, hưởng thành quả công sức lao động. Đối với người Chu Ru sinh sống tại vùng đất Nam Tây Nguyên, nghi lễ bắt đầu bằng việc già làng xuất hiện tại nơi đặt lễ khấn, rồi làm lễ hiến sinh. Sau phần nghi lễ là các bài chiêng kết hợp với điệu múa Ariya nổi tiếng của người Chu Ru để chào đón khách. Lần lượt sau đó là các nghi lễ quan trọng khác như nghi thức đâm trâu, chỉ làm tượng trưng, thủ tục khai ché, sau cùng là cúng dân vật hiến sinh, cúng chính. Đây là một cái lễ hội truyền thống mà đặc biệt nó có hai cái tinh thần nội dung là vừa lễ mà vừa hội. Cho nên phong tục là người dân tộc Chu Ru ấy, có thể nói là lâu đời rồi mà bây giờ thì phải gìn giữ nó lại, mong rằng những cái nội dung tinh thần chương trình hôm nay nay mai vẫn còn tiếp tục được Đảng Nhà nước hỗ trợ để phục hồi giữ lại những cái truyền thống và thờ cúng tổ tiên ông bà. Đây là lễ nghi mang đậm tín ngưỡng vạn vật hữu linh, là bản sắc văn hóa độc đáo, bao gồm của cả cộng đồng người Chu Ru. Thông qua phục dựng lễ hội sẽ góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân nói chung và người dân tộc thiểu số Chu Ru nói riêng trong nhiệm vụ bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và không gian văn hóa trong đời sống đồng bào các dân tộc bản địa Nam Tây Nguyên.